Xin chào, hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với một chủ đề bạn của một năm nữa sẽ thế nào? Bởi vì là mình thấy được là gần hết cuối năm rồi thì chắc chắn là khá có nhiều bạn. Một là các bạn đã đạt được cái mục đích của các bạn thì các bạn sẽ tiến tới những cái mục đích nó cao hơn, nó sâu hơn và rất có thể là cái khoảng thời gian các bạn đặt tiếp cho các bạn đó chính là một năm sau. Hoặc là một số bạn khác thì năm nay có thể là chưa thật sự được ưng ý thì các bạn muốn cố gắng cho năm sau chẳng hạn. Thì bây giờ mình sẽ tính cái mốc thời gian kể từ khi các bạn xem video cho đến một năm sau nha. Thì bất kể các bạn xem video vào lúc nào, kể cả khi là mình post video, đăng video vào tháng 8 hay là đến tháng 9, tháng 10 gì đó các bạn xem, thì các bạn hãy lấy cái mốc thời gian các bạn xem cho đến một năm sau. Và hãy nhớ rằng đây là những cái mốc thời gian tương đối thôi để xem cái quá trình phát triển của các bạn về cả một cái bức tranh toàn cảnh nó là thế nào. Thì bây giờ ở đây chúng ta sẽ có 3 tụ. Tụ đầu tiên, tụ số 2 và tụ số 3. Mình lấy đồ vật cho các bạn dễ chọn nha. Tụ thứ nhất là bật lửa, tụ số 2 là viên đá và tụ số 3 là một cái đèn. Đó, thì đây là ba cái tụ bài của ngày hôm nay. Các bạn có thể dừng lại để các bạn xem là cái tụ nào thu hút các bạn nhất và các bạn hoàn toàn có thể được chọn nhiều hơn một tụ nha. Và bây giờ mình sẽ đến với tụ đầu tiên. Tụ 1, bạn của một năm nữa sẽ ra sao? Các bạn có tổng quan không? Wow. Thời gian thu hoạch cho các bạn nha. Bất kể các bạn đang làm gì, bất kể các bạn đang có dự án gì, bất kể là nó có phi lý đến đâu, bất kể là hiện tại của các bạn dường như nó đang có không có tia sáng, nó không có một cái gì gọi là điểm nhấn, nó khiến cho các bạn tự hào, nhưng một năm sau của các bạn nó sẽ ở trong một cái vị trí khác. Mình đang thấy ở đây là những cái hạt giống bạn gieo trồng thực sự là nó rất khó khăn rồi và nó cũng đã trải qua rất là nhiều cơn bão, nhưng các bạn không bỏ cuộc, các bạn không có thỏa hiệp với những cái điều mà sai trái hay thậm chí là cũng không tìm cách đi đường vòng nữa mà các bạn vẫn cứ đi thẳng, vẫn cứ tiến theo con đường các bạn. Thì mình đang thấy ở đây là ít nhất một năm sau có một khía cạnh trong cuộc sống các bạn nó sẽ đạt được một cái sự chín mùi. Nó giống như là cái hạt giống bạn đã gieo trồng, nó đã thực sự nó nở hoa, đơm hoa kết trái và bạn tự hào về chính cái thành quả đấy. Thì mình đang thấy harvest ở đây là liên quan đến sự thu hoạch. Bây giờ mình sẽ xem về cái lĩnh vực mà các bạn sẽ thu hoạch ở một năm sau là gì để cho cụ thể và rõ hơn cho các bạn. Wow, nhưng mà chúc mừng các bạn trong tụ 1 nha. Khi nhắc đến năng lượng đến từ sự thu hoạch thì mình đã phải thấy được rằng thứ nhất rất có thể nó sẽ rơi vào mùa thu. Yeah, mùa thu là mùa sự thu hoạch mà. Còn hoặc là có thể đối với những bạn khác là cuối của mùa hè. Nhưng mình đang thấy khi mà nhắc đến thu hoạch nó sẽ liên quan đến cả một quá trình. Không phải là nó sẽ chỉ tính từ năm nay đến năm sau, mà thực sự nó sẽ đến từ cái việc thậm chí các bạn đã tích lũy từ rất là nhiều những khoảng thời gian từ trước đó rồi, từ trước cả cái năm nay nữa. Đó, và chẳng qua là đến cái lúc mà của năm 2024 tới nó sẽ là một cái năm để cho các bạn gọi là đột phá, sẽ cho các bạn thu hoạch được nhiều hơn thôi. Và tất cả những mặt thứ mà bạn có, bạn thu hoạch được, nó không phải là tình cờ và nó không phải là vận may nha. Nếu mà ai nói các bạn rằng cái việc là các bạn đã quá may mắn khi các bạn đạt được cái này cái kia thì hãy khẳng định lại với họ, bạn cũng giống như họ, bạn cũng hàng ngày bạn cố gắng, bạn cũng hàng ngày bạn lên kế hoạch, bạn cũng hàng ngày bạn phải vất vả, thậm chí bạn còn phải vất vả hơn vì bạn phải đi trên cái con đường đấy, vì bạn phải liên tục lập kế hoạch tùy theo cái tình trạng thực tế, vì bạn thậm chí bạn đã từng thất bại rất là nhiều. Nên là không ai có quyền được nói với các bạn rằng cái việc là các bạn chỉ có may mắn các bạn mới đi được đến sự thu hoạch này, mà thực sự năng lực của các bạn đã cho thấy cái điều đấy. Hãy nhớ rằng trong tụ 1 có một cái làn sóng mới của sự giàu có, của sự trù phú chảy vào trong cuộc sống các bạn từ bây giờ đến một năm sau. Yeah. Hình như các bạn đang lo lắng thái quá về một cái điều gì đó, và rất có thể cái điều các bạn lo lắng và khiến cho các bạn mất ăn mất ngủ, khiến cho các bạn đôi khi gặp vấn đề về hệ tiêu hóa, khiến cho các bạn gặp cái vấn đề luôn xa đỉnh đầu, nó sẽ không xảy ra trong tương lai đâu. Bởi vì trong tương lai và đặc biệt là trong một năm nữa, mình đang thấy ở đây là các bạn có nhìn thấy hai cái năng lượng đối lập không? Một bên là một cái cô gái mà đang ôm mặt và không ngủ được, thức dậy giữa đêm khuya và luôn luôn nhìn thấy rất là nhiều những cái hình ảnh mà mang cái tính mà gọi là ác mộng, hay thậm chí là mang những cái năng lượng của cái việc của sự tiêu cực, của sự ám ảnh, của những cái sự như kiểu là bị đẩy xuống giống như một cái sự cùng cực nào đó khiến cô ấy cảm thấy là không có đường thoát. Nhưng ngược lại cũng vẫn là cô ấy nhìn thấy được hy vọng, cô ấy nhìn thấy được những cái sự phát triển, cô thấy được sự chữa lành. Thì ở đây nó sẽ cho thấy được là trong năm 2024 hay thậm chí từ cuối năm 2023 đến 2024, trước khi các bạn thu hoạch, các bạn luôn luôn ở trong cái trạng thái là của hai chế độ. Chế độ đầu tiên, một mặt các bạn vẫn rất lo lắng, nhưng chế độ số 2, càng lo lắng thì các bạn lại càng muốn bứt phá. Thì đấy chính là hai cái sự đối lập, và nó cũng là hai cái giai đoạn chính của từ bây giờ cho đến một năm sau khi mà các bạn đạt được cái thành tựu.
Nhưng hãy nhớ rằng hãy luôn luôn tập trung vào cái năng lượng tích cực nhất và tốt nhất. Bởi vì khi nhắc đến lá bài này ở đây thì thực sự là có thể ban đầu như là những cái tình huống bên ngoài và bản thân các bạn suy nghĩ nhiều nên khiến cho mọi thứ nó càng khó khăn hơn. Đúng, đúng, ban đầu là như vậy. Nhưng bạn hãy nhớ vẫn còn giai đoạn sau. Giai đoạn sau là giai đoạn khi các bạn được nếm trải từ những cái thành quả nhỏ nhỏ của các bạn, sau đó nó tích lũy và nó biến thành những cái thành quả lớn hơn, được nhiều người biết đến hơn, và nó trở thành một cái sự thu hoạch bội thu. Khi nhắc The Star là mình nghĩ giống như là một ngôi sao vậy. Đã nói là ngôi sao thì ở bất kỳ cái vị trí nào nó cũng có thể tỏa sáng, bất kể các bạn có nhìn thấy hay không thì nhiệm vụ ngôi sao chỉ có thể là tỏa sáng thôi. Cũng giống như các bạn vậy. Đừng vì bất cứ một cái lời đánh giá nó không thật sự chân thực đến từ người khác. Đừng có vì bạn hấp thu quá nhiều cái cảm xúc tiêu cực. Đừng có vì là trong một cái khoảnh khắc bạn không làm được thì bạn lại đánh đồng luôn cả một cái thời điểm đấy bạn thất bại hay là bạn không thể làm nên trò trống gì. Hãy nhớ rằng tất cả mọi thứ nó đều là mang tính thời điểm, và bạn hoàn toàn có khả năng và có quyền lội ngược dòng. Page of Pentacles nó cho thấy được rằng là bất kể bạn đang làm gì, hãy liên tục lập kế hoạch và lên những cái chi tiết một cách cẩn trọng nhất, một cách thực tế nhất giúp mình, và đôi khi sẽ đi chậm hơn một chút so với cái tốc độ hiện tại. Không cần thiết phải nhanh quá. Khá nhiều các bạn ở đây, không biết các bạn có nhớ không, hoặc các bạn có để ý đến các lá bài khi mà xem về hình ảnh Vi để không, nhưng mà Vi gần đây, Vi khi trải bài có rất nhiều chủ đề liên quan đến cái hình ảnh này. Một người cứ đang nhìn chằm chằm vào một cái đồng xu, hay thậm chí là có một cái sự rất là cẩn trọng trong cái việc là chi tiêu, trong cái việc hoạch định kế hoạch, trong cái việc là lên một cái chi tiết, một cái hành trình để nó đảm bảo ít sai sót nhất. Bởi vì sao? Không phải là vì bạn không dám liều, hay là không phải là vì bạn không dám thử thách, không dám đổi mới, mà đơn giản là bạn đã gặp phải khá nhiều những cái thất bại, khá nhiều những trở ngại, và khá nhiều những quyết định nó đến từ sự nông nổi, nó đến từ sự bốc đồng, nó đến từ cái việc là cảm xúc quá mức khiến các bạn đánh mất đi cái logic. Thì các bạn đã nhận ra được cái bài học đấy, và từ những cái đợt sau đó, và mình thấy trong một năm kể từ bây giờ thì mình đang thấy ở đây có một cái sự là các bạn sẽ có một cái tầm nhìn nó khác đi, một cái tầm nhìn rộng mở hơn, và nó mang cái tính nó chắc chắn hơn. Và ngoài ra ở đây cũng kêu gọi rằng cái việc là học, đọc, để ý đến từng chi tiết, và đôi khi độc lập, thay vì cái việc bạn cứ liên tục phải hỏi ý kiến người này người kia, thậm chí là hỏi bởi vì là bạn cần một cái sự chắc chắn, cần một cái sự khẳng định, cần một cái việc là người ta cần phải biết bạn đang làm gì thì bạn mới dám làm. Thì bạn được kêu gọi là trong một năm tới đôi khi bạn hãy cứ làm việc độc lập đi. Thay vì cái việc và cái hình ảnh mà một hình ảnh ngôi sao đây còn làm mình nghĩ cái việc là bạn sẽ chiến thắng, không những là chiến thắng trong cái vụ mùa bội thu này mà còn liên quan cái việc là chiến thắng với chính bản thân bạn, chiến thắng bản ngã. Khi mà bạn dám vượt qua cái nỗi sợ không tên của chính mình, mà thậm chí cái nỗi sợ này nó đã kéo theo bạn từ rất là lâu rồi, không phải là chỉ trong cái lĩnh vực mà bạn mong chờ thu hoạch đâu, mà có cả những cái lĩnh vực xung quanh nữa, và nó vô tình nó ảnh hưởng lên các bạn. Riêng tụ một đừng ngạc nhiên quá vì một năm sau của các bạn nha, bởi vì thực sự nó sẽ là một cái sự lột xác, và không phải là sự lột xác nữa mà thực sự nó là cái thành tựu rất xứng đáng nha các bạn. Nhá. Healing, chữa lành. Rồi, khá nhiều các bạn trong tụ một năm sau các bạn sẽ sống với cái con người thực tế các bạn hơn. Ví dụ như thế này, các bạn là một người mà không thích những cái hoạt động ồn ào, các bạn cũng không thích phải giao tiếp nhiều, hoặc là các bạn chỉ mở lời ra khi thật sự cần thiết thôi. Còn ngược lại, các bạn muốn tìm về bên trong, các bạn muốn tự nói chuyện chính mình nhiều hơn. Nhưng đôi khi trong cuộc sống hoặc là trong cái công việc, các bạn bất đắc dĩ liên tục các bạn phải gặp gỡ khách hàng, liên tục các bạn phải nói chuyện, liên tục các bạn phải giao tiếp. Nên thế nên đôi khi thậm chí liên tục các bạn cứ phải cười trong khi các bạn không thật sự vui. Thế nên đôi khi nhiều người họ đã đánh đồng cái con người mà bạn xây dựng nên, hoặc cái con người bạn đặt trong công việc với cái con người thực tế các bạn là một. Nhưng thực tế bạn không phải là vậy. Thì một năm sau các bạn sẽ có cái cơ hội rằng cái việc các bạn mỗi một lần các bạn bộc lộ một chút cái con người thực tế các bạn, để làm gì? Thứ nhất, để cho bản thân bạn quen với cái con người thực tế các bạn, cái bản thể chân thực các bạn. Và thứ hai, để cho những người xung quanh họ bắt đầu có cái nhìn khác đi về các bạn. Và ngoài ra có một cái quá trình chữa lành rất lớn sẽ được hoàn thành đến từ luân xa trái tim đối với các bạn. Đặc biệt ở đây mình đang thấy là chữa lành ở đây là chữa lành đến từ nỗi sợ, chữa lành đến từ những cái sự tổn thương, và đặc biệt là chữa lành đến từ cả những cái việc là các bạn từng sợ thất bại rất là nhiều.
Xin chào. Hãy luôn luôn nhớ về việc sự cân bằng giữa tính nam tính nữ, cân bằng giữa giống như là âm dương á. Đấy, mình nói như thế cho dễ hiểu đi. Đen trắng. Yin Yang nó cho thấy được rằng là hãy luôn luôn cân bằng giữa suy nghĩ và hành động của các bạn. Nên nhớ rằng là ý niệm tạo thành suy nghĩ tạo thành hành động tạo thành thói quen, và sau đó thói quen sẽ quyết định vận mệnh của các bạn. Thì nó theo một chuỗi, vậy thì luôn luôn phải cân bằng. Đương nhiên bảo các bạn là luôn luôn phải cân bằng từ bây giờ đến 1 năm sau thực sự nó sẽ rất khó. Nhưng hãy nhớ rằng bản thân bạn, mỗi khi mà bạn cảm giác là bạn không thể làm được cái gì thì hãy nhớ trong cái trả bài này mình nói là bạn chính là một ngôi sao, ở bất kỳ đâu bạn cũng có thể tỏa sáng, và đặc biệt ngôi sao sẽ chỉ càng phát sáng khi nó ở trong một cái bầu trời đêm đen đặc. Thực ra khó khăn là thứ để tôn các bạn lên chứ không phải là để khiến cho các bạn bị gục ngã bởi nó. Chưa? Hãy tin tưởng rằng thực ra cái sự chờ đợi của bạn, thậm chí đôi khi sự thất bại, đôi khi là cái sự khó khăn chồng chất khó khăn, đôi khi cái sự mất ngủ, đôi khi là những cái kịch bản mà khiến các bạn cảm giác rất là tồi tệ về bản thân về cái trường hợp đấy, thực ra nó vẫn là một phần trong cái kế hoạch thôi. Một phần trong cái kế hoạch linh thiêng hơn. Mà thực sự là phải 1 năm sau, khi mà các bạn đã có đủ cái kinh nghiệm, cái sự bền vững, cái sự trải nghiệm rồi thì bắt đầu nó sẽ hình thành cái sự thu hoạch cho các bạn. Take your first step. Khá nhiều bạn ở đây rất có thể các bạn đang được điều hướng đi thêm một con đường nữa bên cạnh cái con đường của các bạn, hoặc một số các bạn khác các bạn được kêu gọi để di chuyển, để dịch chuyển, tìm hiểu một cái hướng đi, một cái đam mê mới nha. Và đặc biệt ở đây liên quan đến cái việc là hãy bắt đầu những cái bước đi đầu tiên. Hãy tin tưởng rằng trên mỗi bước đi của bạn thực ra nó đều sẽ có những điều kỳ diệu, sẽ đều có những cái sự trợ giúp, đặc biệt ở đây sẽ chính là năng lượng của ánh trăng, sự chỉ dẫn đến từ ánh trăng. Đến từ thần tiên, đến từ cây cỏ, đến từ nước. Bạn mạnh mẽ hơn là bạn nghĩ rất là nhiều, thế nên đừng bao giờ áp đặt bất cứ cái tiêu chuẩn người khác và nghĩ đấy là bạn. Người ta không vượt qua được không nghĩa là bạn không làm được. Và đừng bao giờ so sánh cái khó khăn của bạn với khó khăn của người khác. Bởi vì thực tế thì chúng ta chỉ biết được cái gọi là cái filter, nghĩa là cái màng lọc bên ngoài của mỗi người, giống như cái hình ảnh họ up lên mạng xã hội, chứ bạn không thể nào biết được bản chất bên trong của mỗi người hay thậm chí cuộc sống họ như thế nào. Thế nên là hãy cứ tin tưởng rằng bạn đang làm tốt nhất, đang sống tốt nhất với cuộc sống chính bạn. Thực ra cái điều này không phải mình nói nha, mà ở đây mình đang thấy trên bài là như vậy. Sky Kitten. Hãy cứ vươn tầm cao lên hơn nữa, hãy đặt cho các bạn những cái mục tiêu nó cao hơn nữa và với cao hơn nữa. Hãy dám bung lụa hơn, hãy dám nhảy cao hơn, hãy dám hành động một cách mạnh mẽ hơn, hãy dám kiên quyết hơn, hãy dám nói lên nhiều hơn, bộc lộ nhiều hơn, di chuyển nhiều hơn. Nhưng hãy tránh sự vội vàng nha. Thực ra cái vấn đề mà khiến cho các bạn ở trong trong tự một mà các bạn chưa đạt được hoàn toàn 100% cái mục tiêu của các bạn, cũng như là khiến các bạn đôi khi hơi bối rối á, nó nằm rất nhiều ở một từ thôi, đó chính là từ động lực. Các bạn phải có động lực hoặc là có nguồn truyền cảm hứng thì các bạn mới duy trì được nó. Nhưng thay vì như lúc trước các bạn cần phải một nguồn bên ngoài thì bây giờ mỗi khi các bạn buồn, mỗi khi các bạn tức giận, mỗi khi các bạn cảm giác là các bạn đang bị xa tầm với, hãy quay trở lại luôn với cái từ động lực hoặc truyền cảm hứng giúp mình. Hãy làm bất cứ thứ gì giúp các bạn truyền cảm hứng thì ngay từ lúc đó các bạn lại có được một cái năng lượng mới để duy trì cái hành trình của các bạn. Bây giờ mình sẽ xem một chút về chuyện tình cảm cho các bạn trong tụ một nha. Rồi, có một cuộc gặp định mệnh cho các bạn trong vòng 1 năm nữa. Các bạn có thể là gặp gỡ ngoài tự nhiên và đây là một mối quan hệ đã được nuôi dưỡng nha. Có nghĩa là bạn và người này biết nhau rồi nhưng mà chưa có cơ hội gặp gỡ thực tế. Hiện tại thì cả hai đang bị xa cách. Hãy dám đối diện với cái con người của bản thân, những cái gọi là cái góc khuất cũng được, hoặc là với cái con người chân thực nhất cũng được. Bạn không cần phải hoàn hảo trước cái người định mệnh, trước cái mối quan hệ định mệnh này. Đôi khi đừng quá cạnh tranh một cách quá gay gắt, cũng như là không có phán xét, không có chỉ trích về đối phương. Một trong hai người đã từng làm tổn thương người còn lại.
Một năm sau không chỉ là cái thời gian của sự thu hoạch mà một năm sau còn là cái thời gian của cái việc là bạn dành thời gian nhiều hơn chăm sóc gia đình. Nếu như bạn nào đã có gia đình hoặc thậm chí là chăm sóc anh chị em, chăm sóc bố mẹ, có cái sự gắn kết hơn với gia đình, về gia đình nhiều hơn, ăn cơm, ăn nhiều bữa cơm với gia đình nhiều hơn, lắng nghe nhiều câu chuyện nhiều hơn, trân trọng cái truyền thống gia đình nhiều hơn và biết ơn tất cả những gì đã xảy qua, bất kể là nó là những kỷ niệm vui hay những kỷ niệm buồn trong gia đình. Đấy là điều đầu tiên mình thấy. Điều tiếp theo, trong một năm tới các bạn sẽ có xu hướng, một số các bạn độc thân sẽ gặp được, thông qua cái cuộc gặp định mệnh này thì bạn sẽ có một cái sự nhìn nhận khác đi về cái người đó, về cái người định mệnh đấy. Và rất có thể một hoặc là cả hai sẽ có những cái hiệp ước, có những cái sự gọi là cam kết lâu dài với nhau trong mối quan hệ này. Và một số các bạn rất có thể là sẽ diễn ra đám cưới nha. Mình đang nói có thể thôi, và đây là trả bài chung chứ không phải là các bạn vin vào cái từ đấy và các bạn chỉ nghĩ về cái đối tượng mà các bạn đang có trong đầu và các bạn thấy quá sung sướng đến cái mức mà các bạn chỉ chăm chăm nghĩ về cái đám cưới đấy, thì không phải. King of Short nó cho thấy được rằng là một năm sau thực sự các bạn sẽ tự tin hơn rất là nhiều, vị trí của các bạn so với hiện tại nó cũng sẽ được thay đổi. Nó thay đổi theo một chiều hướng cực kỳ tốt nha. Nhưng mà nó sẽ đến từ cái việc là bạn dám trao quyền cho bản thân trong cả những cái lúc mà hiện tại. Ví dụ như hiện tại bạn đang chưa được đánh giá cao về năng lực, hoặc là có những người họ chỉ biết là lấy đi cái năng lượng tốt từ bạn và trả lại cho bạn những năng lượng tiêu cực. Hay thậm chí là bạn bỏ ra công sức rất nhiều nhưng cuối cùng không ai nói một bất cứ một cái lời cảm ơn nào với bạn và coi cái điều đấy là ngẫu nhiên bạn nhiễm nhiên là bạn phải làm cho họ. Thì một năm sau nó sẽ còn không còn như vậy nữa. Thì vừa rồi là những cái thông tin mình truyền tải cho các bạn trong tụ 1. Bây giờ mình sẽ sang với các bạn trong tụ 2. Cảm ơn tất cả các bạn đã lựa chọn tụ 1 và các bạn có thể comment bình luận cho mình biết nha. Tụ 2, bạn của một năm nữa sẽ thế nào? Tụ 2, sự giàu có, trù phú. Tụ này nó còn phất hơn cả các bạn trong tụ 1. Nhưng mà mình sẽ xem thêm là đây nó giàu có, nó trù phú, nó thịnh vượng ở trong cái lĩnh vực gì, hay là tất cả mọi lĩnh vực trong cuộc sống các bạn đều thịnh vượng. Hãy chuẩn bị chờ đón một cái sự thịnh vượng, liên tiếp sự thịnh vượng đi. Giờ các bạn có là a breakthrough is at hand. Một cái sự đột phá nằm trong tay các bạn. Các bạn là những người được coi là rời đào đường xẻ núi, không sợ bất cứ khó khăn, không sợ nguy hiểm nào hết. Các bạn rất là kiên trì, gan dạ, dũng cảm. Và một trong những cái điều mà các bạn cần phải chú ý hơn trong hành trình đạt được cái sự thịnh vượng này, đó chính là luôn luôn tập trung. Giống như cái vị thầy này, hãy nhìn một cái tầm nhìn xa hơn và hãy luôn luôn giữ một cái tầm nhìn xuyên suốt trong cái quá trình hành động các bạn, để tránh bị phân tâm. Bởi vì từ nay đến một năm sau thực sự nó có quá nhiều điều sẽ xảy ra, và đôi khi bản thân bạn nó cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ. Thế nên là luôn luôn phải dặn bản thân là bạn đã có mục tiêu gì, hãy chỉ tập trung vào cái mục tiêu đấy thôi. Nếu như thực sự đấy là cái sự ưu tiên quan trọng nhất của bạn, còn những cái thứ khác nếu không đủ quan trọng bằng thì hãy tạm thời đặt nó xuống. Rồi, có thể là cái hành trình các bạn liên quan đến chuyện tình yêu nha. Thứ nhất ở đây mình đang thấy là tình yêu với bản thân. Và thứ hai tình yêu hơn, đó chính là tình yêu với một cái đối tượng cụ thể, và nó sẽ là một cái tình yêu tuyệt vời của các bạn. Các bạn đã có cái sự rèn rũa, các bạn đã có cái sự trải nghiệm ở trong suốt 2022, 2023 nó một cách rất là gọi là gần như là ngụp lặn với chuyện đấy, và các bạn đã học được rất là nhiều thứ, mặc dù chỉ trong vài năm ngắn ngủi thôi, nhưng mà các bạn đã học được rất là nhiều thứ. Và chính từ cái sự tích lũy như vậy và các bạn cam kết với chính bản thân bạn chữa lành như vậy, vậy thì 2024 nó sẽ là một cái thành quả cho các bạn, đó chính là cái tình yêu thật sự cho các bạn, cái tình yêu tuyệt vời nó sẽ tự động được chảy vào trong cuộc sống của các bạn. Và các bạn cũng sẽ biết cách để đón nhận cũng như tiếp cận nó một cách duyên dáng, một cách từ tốn hơn. Mình đang thấy ở đây có một cái hành trình đến từ trái tim, và các bạn cũng sẽ học cái cách cởi mở hơn để biết khi nào nên cho đi, khi nào nên nhận lại. Một cái hành trình trái tim nó rất là tuyệt vời, và bất cứ ai gặp bạn trong cái thời điểm của 2024, họ cũng sẽ đều thấy được một cái năng lượng hoàn toàn mới khi bạn tiếp cận với tình yêu, khi bạn nói về tình yêu, khi bạn trải nghiệm tình yêu. Nó vẫn rất tuyệt vời, nó vẫn rất thú vị, nhưng nó mang cái sự chín chắn trưởng thành ở đây. Năm xu, hãy để ý hơn đến chuyện tiền bạc. Đôi khi, năm xu để mình đọc nốt rồi mình sẽ nói. Chín gậy, đừng sợ hãi trong 2024. Nếu như về chuyện tình cảm thì rất có thể là nó sẽ có những cái điểm nhấn nổi bật và nó khiến cho các bạn đôi khi rất là vui vẻ. Nhưng mà về mặt công việc, đặc biệt là về mặt cái môi trường làm việc, về cái chỗ sống, về cái những cái dự án, những người bạn đang hợp tác, thì hãy để ý hơn đến giúp mình. Bởi vì đôi khi
sẽ có một vài những cái sự kiện không mong muốn, mặc dù là bạn không muốn như vậy nhưng mà đột nhiên nó xảy ra và nó không nằm ở phía các bạn quyết định. Ví dụ như là drama, ví dụ những người không thật sự thích bạn họ lại tập hợp vào để họ bày một cái mưu gì đó chẳng hạn. Hoặc là ví dụ như là sẽ có những cái, và bạn biết được rằng là đôi khi cái thời thế hoặc là đôi khi khi các bạn quá là nổi bật trong một cái đám đông thì đôi khi nó lại trở thành những cái điều mà có nhiều người thích và có những nhiều người không thích. Hãy hiểu như vậy. Và ở đây có một cái lời nhắn cho các bạn, đó chính là hãy tìm cái cách để tự bảo vệ bản thân. Ở đây mình chỉ đang thấy là như vậy thôi, tự bảo vệ bản thân. Nhưng mà bạn làm được nha. Và năm xu ở đây nó cho thấy một cái trạng thái rất là đối nghịch. Mặc dù cái ý đầu tiên mình nói nó là sự thịnh vượng, nhưng tại sao năm xu? Năm xu nó cho thấy mỗi lần nhắc đến con số 5 là con số của sự thử thách, là con số của sự chuyển giao giữa cái cũ và cái mới, là con số của cái việc là khi các bạn bước chân vào những cái hành trình, đôi khi nó đang gặp những một vài những cái khó khăn, một vài những cái sự trì hoãn. Thì năm xu ở đây là mình nghĩ đến cái việc là đôi khi trong chính những lúc khó khăn bạn lại, người ta nói cái câu mà cái khó ló cái khôn á, thì nó rơi đúng vào trường hợp các bạn trong tụ hai, là khi càng khó khăn hoặc khi mà các bạn tưởng chừng như là các bạn bị bít cửa trong chuyện công việc tiền bạc, đôi khi cảm giác các bạn bị thiếu thốn trong chuyện tiền bạc, thì ngay tại lúc đấy là cái lúc mà các bạn lại lại có được những cái ý nghĩ nó rất là bất chợt về cái việc là thu hoạch lại một cách tài chính, một cách thịnh vượng hơn, có những ý tưởng đột phá hơn. Thì thực sự thì đấy là một cái sự rất là khôn ngoan của các bạn, đấy là một cái gọi là cái bước đột phá của các bạn. Và năm xu nó cũng cho thấy được rằng là đôi khi đừng quá bị đóng khung bởi những cái thứ mà đã quá cũ, những cái tư duy cũ, những cái cách nghĩ cũ, những cái phương thức cũ một cách quá nghèo nàn. Hãy tập cách thích nghi với cái đời sống hiện tại, hoặc là cân bằng, hoặc là cải tiến nó từ cái cách truyền thống trở thành cách hiện đại để có thể thu hút nhiều hơn. Hai kiếm, các bạn được mệnh danh là những người cực kỳ gọi là giống như là cái mũi tên lao thẳng về phía đích này này. Có nghĩa là một khi các bạn đã phóng cái mũi tên ra, có nghĩa là các bạn sẽ chỉ lao thẳng về đấy thôi. Các bạn sẽ không có để cho bất cứ một cái sợi dây xích nào kéo các bạn lại, không để cho bất cứ một cái trở ngại nào, không để cho bất cứ một cái khó khăn nào trong quá khứ, không để cho bất cứ một cái thất bại nào trong quá khứ nó kéo chân các bạn. Và ngoài ra các bạn được kêu gọi trong năm tới các bạn là những người cực kỳ biết định hướng, biết các bạn muốn gì, biết các bạn cần gì. Và thực ra hai kiếm ở đây còn làm mình nghĩ đến cái việc là nó sẽ có ít nhất hai cái vấn đề, hai cái trường hợp mà các bạn sẽ đồng thời cùng giải quyết một lúc ở trong năm tới, trong một năm sau. Các bạn được kêu gọi là hãy sử dụng, bên cạnh logic, hãy sử dụng trực giác nhiều hơn. Đôi khi sẽ hơi khó đưa ra quyết định ở trong chính cái trường hợp hoàn cảnh của các bạn, bởi vì cùng lúc nó sẽ có từ hai vấn đề trở lên. Nhưng hãy biết rằng các bạn được ban cho cái cơ hội đó không phải là để thử thách các bạn, mà để chứng kiến cái sự trưởng thành của các bạn. Bởi vì các bạn đã nuôi dưỡng những cái sự trưởng thành từ những cái năm trước đó rồi. Vậy thì trong năm 2024 nó cũng sẽ là một cái khoảng thời gian để đưa các bạn vào cái bàn cân, đặt các bạn vào một cái trường hợp khó khăn, đặt vào các bạn vào vào hai cái gọi là hai cái lĩnh vực mà khiến các bạn khó giải quyết để làm gì? Kiểm tra. Để làm gì? Để chứng tỏ năng lực của các bạn. Các bạn để ý hơn đến sức khỏe giúp mình nha. Trong vòng từ nay đến một năm về sau, muốn đạt được cái gì thì các bạn cần phải gia tăng nỗ lực nhiều hơn nữa. Đôi khi đừng có quá, như mình nói rồi, y ấn một cái kế hoạch mà không có kế hoạch dự phòng, bởi vì đôi khi cái cầu mà các bạn đang đi nó đột ngột, nó bị nứt gãy, nó tạo nên một cái sự khó khăn cho các bạn. Nó tạo nên một cái sự cố bất ngờ. Hãy để ý hơn đến những người các bạn hợp tác, kể cả là cái người bạn hiện tại hay là những người trong tương lai, bởi vì rất có thể là một người mà họ có hai mặt với bạn. Đằng trước một kiểu, đằng sau một kiểu. Và như mình nói rồi đó, trong chuyện tình cảm thì có vẻ như là nó sẽ có được những cái chiều hướng tốt đẹp hơn, nhưng trong công việc đôi khi sẽ gặp phải những cái lực lượng chống đối các bạn một cách công khai. Và nó sẽ là những cái thử thách mà các bạn buộc phải vượt qua trong vòng một năm kể từ bây giờ. Những khoảng thời gian các bạn cần phải chú ý đặc biệt quan trọng với các bạn trong cuộc sống: tháng 2 và tháng 10. Tháng 2 là của năm sau, tháng 10 của năm tới nha. Một cái điều ước về gia đình của các bạn nó sẽ được đáp ứng. Và gia đình cũng sẽ là cái điểm nhấn cho các bạn. Các bạn sẽ có xu hướng gần gũi với người thân trong gia đình hơn, gần gũi hay thậm chí muốn xây dựng tổ ấm với một ai đó nhiều hơn. Đối với chuyện tình cảm thì
Mình nói rồi, các bạn sẽ gặp gỡ nhau thông qua một chuyến đi, và đây sẽ là một cái cuộc gặp gỡ cực kỳ bất ngờ. Cả hai đều không nghĩ sẽ có thể gặp nhau trong một chuyến đi, ví dụ ngồi cùng chuyến bay, ví dụ như là ở cùng một cái sân bay, đăng ký cùng một ngày, hay là ví dụ gặp một cái sự cố sân bay nào đó cùng nhau, và khi đăng lên một cái bức ảnh thì nó lại rất là giống cái nơi mà bạn ở, hay là cái địa điểm du lịch nó giống nhau. Nói chung nó là một cái sự kiện gặp gỡ bất ngờ giữa cả hai, và khiến các bạn sẽ kiểu ngạc nhiên vì tại sao người đấy lại xuất hiện vào đây, và người đó cũng sẽ rất ngạc nhiên về sự xuất hiện của các bạn. Thì vừa rồi là những cái thông tin mình chia sẻ cho các bạn trong tụ hai, cũng như những cái điều cần thiết về một năm tới. Thì mình mong là phần nào các bạn đã nhận được cái thông điệp của các bạn nha. Tụ ba, bạn của một năm nữa sẽ thế nào? Sự tự tin và sự chữa lành. Rồi, đây chính là điểm nhấn cho các bạn vào một năm nữa. Thì sự tự tin là mình nghĩ nhiều hơn đến cái việc là khá nhiều các bạn ở đây, các bạn từng gặp vấn đề liên quan về ngôn ngữ, về sự bộc lộ cá nhân, về giá trị bản thân. Thậm chí một số các bạn ở đây còn liên quan đến vẻ ngoài nữa. Thì mình sẽ chỉ nói luôn được rằng là các bạn đã làm rất tốt cho năm 2023, đã vượt cạn rất tốt, và đến 2024, thậm chí từ bây giờ đến một năm sau, thì thực sự là cái con người, một con người hoàn toàn mới. Các bạn tự tin hơn trong giao tiếp, các bạn tự tin hơn trong nói chuyện, các bạn tự tin hơn trong cái việc là các bạn lấy được cái cơ hội dành cho các bạn không có bỏ lỡ cơ hội vì sự do dự nữa. Thì thực sự đấy là một cái điều rất là quan trọng. Mình không biết các bạn ở đây, các bạn có quan trọng về cái đức tính tự tin hay không, nhưng thực sự tự tin nó đóng vai trò rất quan trọng trong một cái xã hội mới. Khi tự tin, các bạn sẽ dám thể hiện ra bản thân các bạn nhiều hơn, các bạn gây được cái sự thuyết phục đối với người xung quanh hơn. Các bạn cũng sẽ, khi các bạn tự tin thì các bạn cũng sẽ dám dám tiến xa hơn, các bạn đặt cho các bạn những cái mục đích cao hơn để vươn tới. Và khi tự tin thì đương nhiên cái thành tích của các bạn nó cũng sẽ được thể hiện, nó sáng rõ hơn. Có nghĩa là giống như cái việc là các bạn tỏa sáng hơn bao giờ hết, để các bạn không bị che mờ, không bị gò bó, không bị như kiểu là bị kìm hãm bởi bất cứ một cái thế lực nào hết. Nó đến từ cái sự tự tin cá nhân của các bạn. Thì đây là một cái điều rất rất quan trọng nha. Và khi tự tin thì đương nhiên tự tin thì các bạn, mình đang thấy là một số các bạn trong tụ ba nha, kể cả trong những cái giây phút mà nó có hơi ngặt nghèo một tí, nhưng mà bởi vì các bạn được luyện tập về sự tự tin nên các bạn vẫn rất tự tin ở cái vẻ bề ngoài nha, ở cái năng lượng bên ngoài nha. Thế nên là không ai nhìn rõ ra được thật sự là bạn có đang tự tin hay không, hay là các bạn đang 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 lo sợ về vấn đề gì đó. Bởi vì sao? Yo, mình thấy rất là tuyệt vời đối với các bạn trong tụ ba, cực kỳ tự tin. Phải nói là các bạn không phải là tự tin thái quá, mà thực sự là cái sự tự tin này rất quan trọng với các bạn, và các bạn đã chờ đợi rất lâu để các bạn lấy lại được cái sự tự tin này. Và sự chữa lành đương nhiên là một cái điều không thể thiếu rồi. Riêng đối với các bạn trong tụ ba, không phải bây giờ các bạn mới chữa lành, chứ không phải là nó chỉ tồn tại trong vòng một năm. Nó đã tồn tại trong vòng một cái thời gian khá lâu, khá dài. Nó tồn tại trong nhiều lĩnh vực trong cuộc sống các bạn, và các bạn đã phải làm việc đi làm việc lại với cái sự chữa lành. Và thực sự thì khi các bạn tự tin thì các bạn cũng giao cho chính các bạn cái nhiệm vụ là phải tự chữa lành cho bản thân nữa, mà không nhờ đến bất cứ ai. Thì thực sự đây nó là một cái điều rất là tuyệt vời đối với các bạn trong tụ ba trong một năm nữa. Nếu như mà đối với các tụ khác, mình đang thấy được là cái sự lột xác của các bạn ấy liên quan về cái thành tựu mà các bạn đạt được. Thì riêng tụ ba, cái điều mà khiến các bạn tự hào nhất đó chính là cái sự thay đổi đến từ bên trong. Đó chính là cái sự buông bỏ được những điều đã cũ, buông bỏ được những cái nghiệp quả, buông bỏ, phá vỡ đi những cái vòng lặp, hoặc là ít nhất đạt được cái sự tự tin của bản thân để theo đuổi bất kỳ điều gì các bạn mong muốn, để không bị giới hạn, không bị rào cản nữa. Thì thực sự đây là một cái điều mà rất đáng ăn mừng cho một năm nữa. Giờ, Five Sky cho thấy được rằng là đôi khi trong quá khứ hoặc là trong cái môi trường các bạn ở, các bạn từng gặp phải rất nhiều những cái sự thiếu trung thực. Thiếu trung thực ở đây nó đến từ ví dụ như các bạn bị kìm hãm rất nhiều, ví dụ như các bạn có năng lực nhưng mà nhiều người xung quanh không đánh giá cao, hay thậm chí là họ tìm cái cách để họ hạ thấp cái giá trị của các bạn xuống, hoặc họ tìm cái cách để họ bàn tán với nhau để cho các bạn như kiểu cảm giác các bạn tự ti hơn, để cho các bạn không dám phấn đấu nữa, không dám tiến tới nữa, hoặc là họ có những cái hành động không phải và khiến các bạn đôi khi các bạn đã phải rời bỏ cái môi trường mà các bạn đã từng rất thích để đi tìm kiếm một môi trường mới. Và chính nhờ có những cái bài học như vậy thì các bạn lại càng thuyết phục bản thân phải càng tự tin hơn để có thể đánh bại tất cả, để cho họ thấy được rằng là bạn có khả năng tiến xa đến như nào. Bạn không sợ bất cứ một cái gì. Bạn không còn bất cứ một giới hạn nào nữa, bạn không còn bất cứ một cái nỗi sợ nào nữa. Bạn cũng không sợ thất bại, bạn cũng không sợ bị nói này nói kia, bạn cũng không sợ bị phản đối nữa. Đến giờ
cái điều mà bạn muốn nhất từ bây giờ cho đến một năm về sau đó chính là tự tin về chính bạn, tự tin về những gì bạn làm, tự tin về những gì bạn bộc lộ, tự tin về cái khả năng của bạn, tự tin về những gì bạn nói. Và một năm nữa nó sẽ có một cái sự thay đổi rất lớn, nó đến từ cái việc là những người đã từng không hiểu bạn, những người đã từng đặt điều với bạn, những người đã từng thậm chí là đè bạn, thậm chí là đôi khi bạn cảm giác là bạn rơi xuống tận đáy, lại là những người khiến cho bạn có sức bật được lớn nhất. Và họ sẽ phải ngạc nhiên về cái chuyện đấy. Và thậm chí nha, có khi khi mà các bạn ở một vị trí khác, bạn còn chẳng thấy họ tồn tại trong cuộc sống các bạn nữa kìa. Eight of Fire, hãy chuẩn bị cho một năm tới bận rộn đi các bạn trong tụ ba ơi, cực kỳ bận rộn. Đôi khi sẽ có những cái trường hợp nó cứ liên tục nó gửi đến cho các bạn. Ví dụ như các bạn chỉ đang muốn ngồi tập trung vào công việc thôi, nhưng mà tự nhiên tình cảm nó lại tới. Hoặc là tự nhiên là hoặc là ví dụ như bản thân Vi đi, Vi chỉ muốn tập trung công việc, nhưng bản thân Vi là nuôi đến 7-8 chú thú cưng liền, nên liên tục là các bạn ấy, ví dụ như các bạn ấy bị ốm, hay các bạn ấy đi chơi các bạn ấy không về, hay là các bạn bị rơi xuống đâu đó, thì mình đôi khi mình phải bỏ cái công việc đấy để mình tạm thời mình phải đi hỗ trợ cho các bạn ấy trước. Hoặc là gặp những cái sự cố mà hoặc là có những cái sự nhờ vả mà mình không thể từ chối được chẳng hạn, bởi vì nó quan trọng hơn chẳng hạn, thì đấy chính là những cái sự cố bất ngờ cho các bạn. Nhưng mà sẽ khẳng định một điều là các bạn sẽ giải quyết rất tốt. Và chính nhờ cái sự cam kết của các bạn, cái sự gọi là không có nề hà bất cứ điều gì của các bạn, thì nó lại mang tới các bạn những cái thành công nó lớn hơn. Thì thực sự đây là một cái điều nó rất là đáng hoan nghênh của các bạn trong tụ ba và năm tới. Mọi thứ trong tụ ba sẽ được thu hút một cách rất nhanh nha. Thế nên hãy để ý cái suy nghĩ của các bạn, nó là suy nghĩ tốt hay không tốt, nó là suy nghĩ của giấc mơ, của sự hạnh phúc, hay nó là những cái năng lượng sự tiêu cực, thì nó sẽ thu hút rất nhanh. Nhưng mà mình đang thấy ở đây đó chính là mọi thứ sẽ được gửi xuống cho các bạn để làm gì? Giúp các bạn bật lên cao hơn, chứ không phải là đè các bạn xuống. Thậm chí là mặc dù là có nhiều cái sự cố bất ngờ xảy ra, nhưng mà bởi vì các bạn đã giải quyết rất tốt, và ngoài ra nó cộng thêm cái sự cộng hưởng đến từ những cái vận may bất ngờ, đôi khi đến từ những thứ mà bạn không nghĩ là nó có thể gửi cho các bạn được, thì nó lại tạo thêm một cái đà cho các bạn để các bạn thành công hơn. Các bạn không cần phải mất quá nhiều cái nỗ lực để các bạn thu hút một cái sự thành công. Ví dụ như là mình ví dụ về chuyện tình cảm đi. Trong 2022 các bạn đã từng chữa lành rất nhiều về những cái vết thương tình cảm, cả với người cũ, người mới, hay cả với chính bản thân bạn nữa. Và đôi khi các bạn cảm giác rất khó khăn, mặc dù các bạn đã buông rồi, các bạn đã đặt xuống rồi, nhưng tại sao cứ liên tục lặp đi lặp lại đó, thì hay thậm chí là người đó quay trở lại, kiểu khiến cuộc sống các bạn chao đảo một lần nữa. Nhưng mà đến một năm tới, mình đang thấy ở đây đó chính là các bạn sẽ kiên quyết hơn về cái việc là tôi muốn thật sự cuộc sống tôi thế nào, tôi muốn ai được bước vào cuộc sống tôi muốn một cái tình yêu như thế nào. Và từ khi các bạn thiết lập được cái ý niệm đấy, thì ngay lập tức những cái người cũ, những cái năng lượng độc hại, nó lập tức nó được đánh bay ra khỏi cuộc sống các bạn. Và chỉ có những cái người thật sự tích cực, những người cùng tần số, những người mà cho bạn được niềm tin, hạnh phúc, họ sẽ được thu hút đến cuộc sống các bạn. Và bạn không cần phải làm gì để phải thu hút họ, và họ cứ chỉ muốn là đến bên cạnh bạn. Ôi, thì đấy là mình lấy ví dụ về cái sự thu hút một cách ngẫu nhiên được không ạ? Yeah, Tree of Fire. Hãy chuẩn bị chờ đón một cái tương lai cực kỳ rực lửa cho các bạn. Rực lửa ở đây mình sẽ nói thông qua cả về hành trình cá nhân, cũng như hành trình về tình cảm, hành trình công việc, và cả sự tự tin các bạn nha. Nó sẽ mang các bạn đến một cái tương lai thật sự tươi mới, một cái con người mới, nó mang đến cho các bạn những cái cánh cửa cơ hội mà trước giờ các bạn mơ các bạn cũng sẽ không tới được. Nhưng mà bởi vì các bạn đã làm việc rất tốt với hai thứ đó, chính là sự tự tin và sự chữa lành, nên đây nó là phần thưởng cho các bạn. Có những cái sự tiến bộ rất lớn sẽ được thực hiện, và thực sự nó sẽ mang lại cái kết quả rất lớn cho các bạn. Wow, chuyện tình cảm các bạn sẽ cực kỳ nở hoa vào năm tới nha. Mình không biết là các bạn có yêu cầu không, nhưng mà đây nó là cái điều được sắp xếp cho các bạn rồi. Sự chỉ dẫn đến từ thiên thần. Hãy nhớ rằng bất kể là cái điều gì các bạn gặp phải hay không, 23 hay thậm chí chưa giải quyết được của năm nay,
đến năm 2024 và một năm sau mình đang thấy được rằng là cứ mỗi khi bạn thật sự gặp khó khăn sẽ luôn luôn sẽ có ít nhất một cái tia sáng hoặc là một cái sự công cụ, một cái sự trợ giúp đến với các bạn để các bạn hóa giải nguy thành an. Nhưng hãy để ý hơn đến sức khỏe giúp mình. Tháng 3, tháng 4 sẽ là cái khoảng thời gian mà các bạn đạt được rất nhiều thành tựu, cũng như là mặc dù các bạn bận rộn hơn nhưng nó sẽ mang lại cho các bạn nhiều kết quả mà khi các bạn nhìn lại những cái tháng đó các bạn sẽ cảm giác là wow, sao bản thân bạn có thể giỏi như thế? Tại sao bạn có thể tăng tốc nhanh đến như vậy? Tại sao nó lại thu hút một cách gọi là hữu xạ tự thiên hương mà các bạn không phải bỏ quá nhiều nỗ lực như là các tháng khác? Hiểu không? Hãy luôn luôn quay trở lại bản chất của vấn đề, đừng bao giờ phân tích một cách quá sâu sắc, đừng bao giờ phân tích một cách quá nhìn quá kỹ vào cái trường hợp vấn đề đấy. Hãy nhớ rằng cái việc các bạn có được cái sự đồng hành cũng như là có nhìn ra được những cái dấu hiệu, có thấy được những cái sự tiến bộ hay không, nó đến từ việc là các bạn phải cân bằng với sự nghỉ ngơi, với sự thư giãn. Thì vừa rồi là những cái thông tin mà mình truyền tải cho các bạn trong tụ 3 cũng như cả 3 tụ ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Các bạn hãy comment, bình luận cũng như ấn nút thích và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất đến từ mình.